Hello, xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà yêu. Đấy, hôm nay mình lại vào bếp một mình thôi. Hôm nay mình lại làm món ăn mới lạ, có một mình thôi. Hôm nay mình sẽ làm món thịt nướng trên nắp vạc nhé. Mình mới mua cái chảo đá để nướng. Đấy cả nhà. Nướng trên nắp chảo đá, còn nắp vạc. Thì hôm nay mình sẽ mua thịt ba chỉ. Đấy, rau sống mình đã chuẩn bị xong hết rồi này. Mình mua một cây hai cây rau sống này, mấy cái rau mùi để ăn kèm ăn ghém. Đấy, còn dưa thì mình hôm nay ăn kèm đồ chua thì ăn kèm với dưa rau sắn, cây rau sắn muối chua ấy cả nhà. Đấy, lá rau sắn ấy, trong Nam người ta gọi là lá khoai mì vậy. Đấy, ăn kèm cái đấy rồi là nước chấm nước chiên mình tự pha. Còn cái thịt ba chỉ hôm nay là mình sẽ đi mua thịt ba chỉ ngon về mình thái ra mình nướng trên cái nắp vạc. Đấy, trên cả ba chỉ hơn ngon hơn một cân rồi nha. Mình cứ mua thế thôi nhưng mà ăn được bao nhiêu thì ăn nha, chứ không phải là phải ăn hết được. Mình ăn hết rồi qua cái nướng này là cũng ăn đấy. Mình sẽ thái ra nhé, thái ra để đi nướng, nướng trên nắp vạc. Rửa bộ dao đẳng cấp luôn, dao là gửi từ Nhật xách tay bo về đấy, hàng xách tay về đấy. Nhưng mình sẽ đi thái ra nhé. Nhớ ngon ngon lắm rồi nhỉ. Này ăn phút thứ lần. Và chỉ như các nhà. Nướng trên nó vừa vậy, nhất là về cái mùa thu này đó, đi nướng ăn cái này rất ngon đấy nhỉ. Cái này rán lên nướng lên này, kẹp những rau thơm rau chua ngon lắm. Đó. Mình thái hết đi ăn được. Đấy cả nhà, đã xong hết hoàn tất nhá, chuẩn bị hết các nguyên liệu rồi. Đây là tỏi này, rau sắn muối chua ăn rất thơm ngon, và thịt ba chỉ. Đây, hôm nay mình sẽ nóng quá mình làm non bia, thời tiết về mùa thu mùa này rồi vẫn còn nóng. Đấy, ớt cay mình mới mua này. Đây, rửa cái này nắp vạc, rửa nắp vạc cái này nhá, đun trên bếp ga được này, đun củi được này, nói chung là dòng đun lửa đun bếp từ mới tước được hết đần chốc. Đây là cái chảo cả nhà, cái vạc, nó gọi là cái vạc vạc đá. Bây giờ mình sẽ nổi lửa lên nhá, mời cả nhà này mình chia sẻ. Đây là món thịt ba chỉ nướng trên vạc nhá. Ba chỉ bụng nộm. Lên nắng lên. Bây giờ mình sẽ lấy một miếng này mình sẽ di đều ra ra trước đấy cả nhà. Tôi chạy. Thịt nướng này qua chỉ nướng trên nắp vạc. À đúng nhất là được. Đấy, còn nếu mà để mà nó là thiên nhiên của nó nhất là vẫn chưa phải là nướng than cả nhà nghe không? Than mới là đẳng cấp. Đấy, mình chỉ cần làm hết một vạc này thôi là ăn thoải mái, chứ không cần cứ hết từng ngày nhiều lắm. Mình sẽ lấy ít lấy ớt ra cho cả nhà nhé, ớt này mua rồi. Mình thích ăn chua cay mà chua mình bắt thêm có cay nhiều cái cay nữa mà mình ăn một tấm ớt ớt xay Hồ Lam Trung Quốc các bạn nhỉ. Thử ăn xem nó thế nào thôi, chứ còn để mà biết thôi, chứ còn tin chắc là không thể bằng những cái đồ muối ngâm được.
nhưng mà nó có ngon hơn nhưng mà ý là mình không thích kiểu ăn thích an toàn hơn là mình phải muối mở nhạt. Chua cay nhỏ được. Mình sẽ cho vào đây nhé, không mình cho cái dưa chua này vào nhé cả nhà nhé, dưa rau sắn muối chua này. Những người kia gì đi mời cả nhà nhé, nóng lắm cả nhà. Ăn cái đồ này mùa này mùa nách nhưng mà mùa thu vẫn là nóng lắm, phải bật quạt. Ớt này. Ngon thơm, mình nhớ mình dở dại hết đây, giòn lắm. Đóng bìa lạnh, lấy tủ lạnh nha, vã cả mồ hôi. Nó chặt đẹp quá cả nhà, nên là tôi để rau vùng quanh người thôi. Đây, mình cứ chia sẻ đây là mình làm món thịt lợn nướng này cả nhà, nướng thịt vạc nha, thịt vạc Hàn Quốc mua mọi người nhà, chấm cái ớt Hồ Nam Trung Quốc. Đi lên là ba luôn. Có chua cả nhà, cái rau sắn muối chua này chua ngon. Tuyệt vời. Ăn nó đỡ ngán. Mua cái bạc này nó cũng có cái tiện riêng của nó cả nhà. Chảo đá, gọi là chảo đá. Mình nướng một nửa các nhà, còn một nửa đây nữa không hết được, về tối vợ mình nó rang, nó ăn thì nó rang ăn hết làm sao được, cả nhà có nhận không? Nóng quá, còn rom nửa cho niêm riêng một tí làm nó chín hết rồi, ăn không kịp nó cháy hết rồi, nó phụ. Thơm của vị thịt nướng chua chua bùi bùi của cái rau sắn muối chua đó. Cay của ớt Hồ Nam Trung Quốc ngon ạ.
ăn kiểu này phải vài người ăn đấy cả nhà công nhận không? Có chân ăn vài người ăn mới sướng. Hạt chanh ớt hồ lan là thực ra cũng không cay mấy cả nhà. Rau sắn muối chua này. Mời cả nhà nhé, à, phải làm hớp bia đã. Wow. Sân ngồi ăn thì là còn ngon nhưng mà vừa nào bữa là nóng ăn những bát miếng ba thì mình nướng hơi khô nhưng mà ăn cho nó đỡ ngán cả nhà. Còn bây giờ cái nướng kiểu này thì cả nhà thả thoải mái chọn được đúng không, ai thích chín hay thích sống hay thích tái như là tùy rồi, không cãi được vào đâu rồi. Bông cào gấu gì ngồi hẳn hoi luôn nhé, mình sẽ đặt ra cho miếng nhé, cái bọng á ăn được bình tĩnh luôn. Ở nhà cứ nào cái kiểu này ăn rất ngon, về cái mùa đông ấy, nhất là mùa đông ăn cái này thì hợp lắm. Không có cái rau, không có rau sắn muối chua này thì là ăn cái rau cải chua cũng được, cho vào đây xào luôn, nấu luôn, ăn cầm luôn. Nhưng mà ăn cái rau sắn muối chua này nó có cái ngon riêng, tại vì cái dành nó bùi bùi cả nhà. Mời cả nhà nhé, thịt ba chỉ nướng trên bạc, rau sắn muối chua, đồ ăn kèm. Nhiều quá cả nhà. Nướng nửa già chưa ăn đã sợ đói, sợ không hết là sợ thiếu. Mà ăn cũng giỏi đấy à. Mình trả như thế nhai một tí đã nhuốt nó nhuốt chừng à. Ngồi xuống đi, ngồi xuống, không nhờ mày đâu. Ngồi nhé, đó, ngồi im đó, tao cút mày đi không luôn nhá. Sao tối qua dám chạy đi chơi à? Lần sau đi chơi thì không được cho đi mới đi nhá, không được phép nữa chưa? Bắt trước anh chạy đi theo là được.
nó nghe là cút mà đi ấy. Tốt Hồ Nam hạt chanh, mình thích ăn chua cả nhà, mình lại phải vẹn phải cho thêm mà thêm được quả chanh chua cay là mình khoái. Thế rồi. Mát rồi. Mùa lạnh nhiều vẫn là nóng cả nhà. Mình làm video mà vừa làm vừa diễn viên cả nhà biết mệt lắm. Vẫn phải làm, không làm lại không có video cả nhà cũng vậy mà. Đấy ra kìa. Nhanh. Phải chua mỗi cái, nói chung là mỗi cái nó có cái ngon riêng cả nhà. Mà chỉ nước ngon lắm rồi, nước kiểu này giòn này, mình mà nước kiểu này ai cũng ăn được. Còn nước mà dối dối thì nhiều mỡ thì những người khảnh ăn không ăn được, tại vì là họ cứ ngấy. Mời cả nhà nhé. À, cái bát cơm ông chọn này ngon lắm đấy, tuyệt vời luôn.
no quá cả nhà. Một mình ăn hết một nắp vạc thì bụng nướng. Ăn dưa này cũng ngon nhất cả nhà. Mùi thơm. Này kho cá ngon lắm. Ăn mấy miếng rồi nha ông bông nhá. Bé người bông ăn khỏe thế. Mà ăn khỏe hơn là tao làm video rồi. Review giỏi hơn tao. Cả nhà hôm nay mình chia sẻ nha, thịt lợn là ba chỉ hoặc là thịt bụng lợn mình sẽ nướng trên cái nắp vạc này nha, nắp vạc ác thôi chứ còn bằng kiếm ở đâu ra đá này. Đấy. Và ăn với lại kèm với lại dưa sắn muối chua này. Đấy, rồi là rau sống này. Đấy, tỏi mình ngâm này, ớt Hồ Nam Trung Quốc mình mới mua thử ăn xem nó ra sao, có ngon không. Đấy, và làm cái này mình lại làm được đấy, như đấy cả nhà, nhưng còn cái hương vị của nó là cái nguyên liệu của nó thì nó chỉ thế thôi, nên chắc nó còn cái gì khác, nhưng mà tốt nhất là mình chia sẻ cả nhà đó, chứ không phải mình quảng cáo thì không phải gì cả. Bữa ăn hàng ngày mình làm là chân thật đấy, mình làm những món ăn dân dã của gia đình hàng ngày, anh em con cháu ăn gì mình làm đây, chia sẻ vậy đấy. Video có thời lượng nhé, mình xin kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà theo dõi clip lần hay, cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho Biển. Hẹn cả nhà lúc sau nhé, yêu cả nhà rất nhiều.